Cô chào tất cả các em nhé. Các bạn có xem được livestream của cô này không nhỉ? Cô chưa thấy ai comment cả. Các em comment cho cô xem là chúng ta có nghe rõ không nhỉ? Cô chào Thuận Duy nhé. Cô chào Đạt, chào Như Quỳnh, chào Cao Thoan, chào Hân Nguyễn nha. Hôm nay cô sẽ chữa cho các bạn tổng ôn trạng từ. Hôm nay chúng ta bài của chúng ta là tổng ôn về trạng từ. Và bài này là dành cho 2K3. Nó dành cho 2K3. Thuận Duy, Hân Nguyễn, Việt Hà, Thảo Nguyễn, Ánh Tuyết, Tạ Duy Xuân. Yes. Các em thân mến, cái dạng bài về câu hỏi về trạng từ này có thể ra ở phần đồng trái nghĩa hoặc là trắc nghiệm hoàn thành câu nhé. Cái cách để chúng ta xử lý dạng câu hỏi trạng từ ấy, là cách thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vào nghĩa của bốn đáp án này, đó, dựa vào nghĩa. Và cách thứ hai ấy, là mình không dựa được vào nghĩa, vì có thể là người ta cho bốn đáp án nghĩa giống nhau thì chúng ta lại phải dựa vào collocations. Các em nhớ chưa? Alright, so let's get started. Part 1. Phần đầu tiên chúng ta sẽ xử lý những dạng câu hỏi về đồng nghĩa trước nhé. Câu số 1, các em chuẩn bị comment cho cô nào. Câu số 1 chúng ta chọn đáp án gì nhỉ? Cô chào Nga Lê, chào Diệu Võ nha. Lê Ngọc với Linh Bùi giờ mới vào. Alright, so question number one. It was relatively easy for him to learn baseball because he had been a cricket player. Ở đây câu này có nghĩa là gì? Tương đối dễ cho anh ta khi học bóng chày bởi vì anh ta đã từng làm cầu thủ gì nhỉ? Cầu thủ bóng gậy. Cái từ cricket có nghĩa là bóng gậy. Ngoài ra nó còn mang nghĩa là cái con dán, đúng không? A cricket player nghĩa là cầu thủ bóng gậy. Thì là relatively easy nghĩa là tương đối dễ. Chúng ta sẽ cần một từ mà có thể thay cho từ relatively. Nó gần đồng nghĩa với từ relatively. Ở đây là gì? Nearly, gần như. Essentially, essentially, quan trọng à? Một cái quan trọng là approximately, xấp xỉ, khoảng. Không được, mình phải dùng gì? Comparatively. Nên đáp án đúng sẽ là đáp án C. Tương đối, đúng không? Đều dịch là tương đối. Như như Nguyễn Mai Chi, Nga Lê, Hiếu Trần chọn D à? Hiếu Trần chọn D chưa đúng rồi nhá. Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Thuận Duy chọn A à? Phải C thì mình mới dịch là tương đối chứ. Cả hai từ này đều dịch là tương đối nhá. Em ghi vào cho cô. Đó, tương đối. Relatively, mình hay nói là relatively speaking. Đó, có nghĩa là gì nhỉ? Nói một cách tương đối à? Hay là đại khái. Còn cái từ nearly có nghĩa là gần như, cách dùng tương tự như từ almost, đúng không ạ? Gần như này, hay là hầu hết, đúng không? Almost. Yeah, approximately thì có nghĩa là khoảng chừng rồi, theo sau rất hay đi với số lượng. Approximately. Theo sau có thể là một cái con số nào đó. Nào, câu số 1 các em chọn đáp án C là đúng rồi. Mình sẽ dịch với nghĩa là tương đối. Alright, question 2. Câu số 2. Mai Chi chọn C à? Thảo Nguyễn chọn C, anh Đỗ Hoàng Lê chọn C. Idly, I like to work at home but there's no way my boss agrees with that. Idly có nghĩa là một cách lý tưởng, đúng không? Thì tôi thích làm việc ở nhà. There's no way có nghĩa là không đời nào sếp của tôi lại đồng ý với điều đó. Thì đây cái từ generally, generally có nghĩa là thông thường, đúng không? Thông thường. Hay là nói chung. Mình hay nói là generally speaking. Đó, nói chung. Còn luckily là may mắn, không thể là may mắn tôi muốn làm việc ở nhà được. Nên cũng không thể chọn B. Câu này chúng ta sẽ chọn là đáp án đúng là đáp án C. Cái từ preferably có nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là tốt nhất là. Đó, phù hợp nhất.
Còn cái từ fortunately thì tương tự như là luckily, đúng không ạ? Có nghĩa là may mắn thay, đúng không? Luckily. May thay. Yes. Các em chọn là bản C, có nghĩa nó không hoàn toàn là đồng nghĩa, nhưng mà gọi là close it in meaning thôi. Hoàn Lê Diệu Võ. Yes. Nga Lê Thuận Duy. Đúng rồi. Hôm nay cô thấy là cả lớp tương tác rất là kém đi nhá. Các bạn phải comment tích cực lên câu số 3 nào. Changes in attitudes. Nghĩa là những cái sự thay đổi trong nhận thức này, ở giá trị gia đình này, tình trạng thế hệ có thể xảy ra ở cả hai nền văn hóa, đó là majority, nghĩa là văn hóa đại số, minority culture, nghĩa là văn hóa thiểu số, as khi hai cái nền văn hóa này nó tương tác với nhau, tuy nhiên nó sẽ có một nền văn hóa nó thống trị cái văn hóa kia. Các bạn hiểu không? Cái từ typically ở đây có nghĩa là điển hình, đó, tiêu biểu, đặc trưng. Thì mình đồng nghĩa với từ gì được nhỉ? Không thể là hiếm khi hay một cách đặc biệt được, đúng không ạ? Câu số 3 các em chọn là đáp án gì chưa nhỉ? Anh Đỗ chọn C à? Thảo Nguyễn chọn A, Hoàn Lê chọn C, no. Thuận Duy chọn C, Diệu Võ chọn Thuận Duy chọn A, Diệu Võ chọn C. Nhưng mà các em băn khoăn giữa A và C. Đây đáp án đúng giữa đáp án A. Đó, typically cô sẽ ghi nghĩa đã, có nghĩa là điển hình, tiêu biểu, đặc thù, đặc trưng. Đó, đặc trưng. Và cái từ normally cũng trong trường hợp này mình sẽ dịch với nghĩa là gì nhỉ? Thông thường, đúng không? Theo thường lệ. Ví dụ mình ghép vào thì sẽ có một cái nền văn hóa nó thống trị, kiểu như vậy. Nên ở đây đáp án đúng phải là normally các em ạ. Normally là thông thường, như thường lệ. Còn từ partially thì mình biết rồi, một cách đặc biệt, uncommonly, có nghĩa là phi thường. Các bạn có phải tra nhiều không? Nó một cách khác thường. Ví dụ cô sẽ là uncommonly intelligent, uncommonly stupid. Ví dụ như vậy. Nghĩa là thông minh một cách khác thường à? Ngu ngốc một cách khác thường. Các em chọn đáp án A là đúng nhé. Đạt Thanh 4C comment sớm quá, cô không thấy. Đúng rồi, tại vì cô còn phải gõ. Đúng rồi, các em chọn đáp án A là đúng. Huy Nguyễn và Như Nguyễn chọn đúng rồi. Bạn author cái gì đó chọn C chưa đúng, Thư Minh chọn C chưa đúng nhỉ. Tiếp theo cô sang câu số 4 này. He did his work reluctantly because he did not like the culture of this company. Câu số 4 là câu mà cô mới cho xong trong sáng nay của nhóm dậy sớm học bài. Thì từ reluctantly đây nghĩa là gì? Bởi vì anh ta không thích văn hóa của công ty cho nên anh ta làm cái công việc này một cách gì? Miễn cưỡng, đúng không? Reluctantly ở đây có nghĩa là miễn cưỡng, bất đắc dĩ thôi. Không thể làm một cách chậm chạp được hay là một cách không hiệu quả, một cách thành công. Ở đây chúng ta sẽ chọn là unwillingly. Mình đang chọn đồng nghĩa nhé, unwillingly. Có nghĩa là gì nhỉ? Miễn cưỡng, bất đắc dĩ. Đó, nếu mà trái nghĩa thì mình sẽ dùng là willingly hoặc là eagerly. Đúng không? Có nghĩa là tự nguyện. Đấy, không phải là miễn cưỡng mà là tự nguyện hay là sẵn lòng. Đó. Hăng hái, eagerly, đó là hăng hái làm. Các từ khác khá là dễ đúng không? For các em chọn B là đúng, anh Đỗ đúng rồi. Câu số 4 cô thấy tất cả đều đúng rồi đấy. Có Đạt Thanh chọn C là chưa đúng. Đạt Thanh chọn C là inefficiently, nghĩa là anh ta làm công việc một cách không hiệu quả. Bởi vì không thích văn hóa công ty. Nếu như cái cụm từ này mình dựa vào cái văn cảnh thì có khi là cũng mình cũng sẽ băn khoăn cái từ inefficiently, đúng không? Ineffectively thì mình là đúng. Nếu mà theo đúng nhá, he did his work ineffectively thì mới đúng, chứ không dùng là inefficiently. Nhớ chưa? Tiếp theo mình sang câu số 5. Câu số 5 cô có từ là radically. Mình dựa vào nghĩa xem là chọn đáp án gì cho cô. Bằng lòng, be willing to, đúng không? Sẵn lòng làm cái gì đó. Yes, very good. Question fine.
Câu số 5, mountaineers. Mountaineers có nghĩa là những người leo núi nhá. Thì đã note that, đã lưu ý rằng khi mà họ, ví dụ như khi họ leo lên một cái đỉnh 12.000m hả, ở San Francisco, Arizona, thì cái cuộc thực vật ở đây nó đã thay đổi một cái cách như thế nào đó. Ở đây khi mà dùng với cái động từ trends, thay đổi, thì các bạn thấy là không thể dùng là thay đổi một cách demonstrably được. Đáp án B cô sẽ dịch nghĩa trước, có nghĩa là không thể thay đổi một cách minh bạch. Ví dụ thông tin chứng cứ một cách minh bạch cơ. Còn đáp án B có nghĩa là gì ạ? Có thể biến đổi. Cái từ trends nó đã nghĩa là thay đổi rồi thì không thể là có thể biến đổi được. Nên mình sẽ chọn đáp án đúng sẽ là đáp án C, dramatically. Dramatically ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Đột ngột. Đó, trend dramatically, ấn tượng. Đó, theo kiểu là exciting and impressive. Còn không hiểu trend quickly, no. Em ghi cho cô từ radically. À, cơ bản rất nhiều nghĩa nhá. À, thay đổi tận gốc à, thay đổi hoàn toàn kiểu như vậy. Hoàn toàn, triệt để. Mình rất hay nói dùng cái từ trend này, từ alter này, từ improve này, thay đổi một cách hoàn toàn. Thì mình có thể thay ở cái chỗ này là từ dramatically các em nhé. Thay đổi một cách đột ngột, thay đổi một cách ấn tượng. Đó, ví dụ là diễn tả về cái sự tăng giảm ấy, người ta cũng rất hay dùng dramatically. Nhưng dramatically không phải là đáng kể đâu. Nó thay đổi đột ngột, ví dụ đang thấp, nó vụt lên cao. Thì mình sẽ dùng dramatically kiểu như vậy. Cô thấy các em thì chọn đáp án C nhiều, có Đinh Giang chọn A là chưa đúng. Mình chọn A là chưa đúng nha. Các em chọn đáp án C là đúng, không phải thay đổi một cách nhanh chóng đâu. Đột ngột, ấn tượng, thay đổi hoàn toàn kiểu như vậy. Bây giờ mình sang phần trái nghĩa các em nhé. Overpopulation nghĩa là sự gia tăng dân số hay là dân số quá tải ấy, ở các thành phố lớn thì có ảnh hưởng gì severely tới nước và chất lượng nước và không khí, có ảnh hưởng như thế nào? Có ảnh hưởng lớn, đúng không? Chúng ta thấy thì nó, chắc chắn nó sẽ đồng nghĩa với seriously, nhưng mà đây mình đã chọn trái nghĩa thì phải là đáp án B, đúng không? Tầm thường, nhỏ nhặt, không quan trọng, nó chọn đáp án B. Cái từ significant này có nghĩa là đáng kể. Nó sẽ tương tự như là considerable. Đó, ngoài ra nó còn mang nghĩa là meaningful, có ý nghĩa. Thì đây là ảnh hưởng đáng kể, đúng không? Ảnh hưởng đáng kể, ảnh hưởng nghiêm trọng. Thì gần như là nó sẽ đồng nghĩa với đáp án A, nhưng mình đang chọn trái nghĩa thì mình sẽ thêm tiền tố in để insignificantly. Nghĩa là yes. Còn cái từ commonly, commonly có nghĩa là thông thường. Vừa rồi cô ghi nghĩa của từ uncommonly rồi, đúng không? Nó phi thường thì bây giờ sẽ là commonly, là thông thường, được dùng sử dụng nhiều. Ví dụ như là Alice. Ví dụ Alice is a common name. Thì đấy lại là nghĩa tính từ rồi. Commonly known as. Cái gì này đó. Tự nhiên cô lại cho thêm nó hơi dài, là cô lại phải đặt câu. Đấy thì who is commonly ở đây, người mà thông thường được biết đến như là. Thì cái từ commonly sẽ dịch là thông thường được biết đến. Ví dụ Alice is a common name, là một cái tên phổ biến, thông thường hay là được sử dụng nhiều này. Hoặc là mình sẽ dùng là một cách phổ biến. Đó, còn cái từ largely có nghĩa là phần lớn. Các bạn thấy toàn nghĩa thôi. Các em ghi có kịp không nhỉ? Các em ghi có kịp không? Nghiêm trọng, không đáng kể. Cái từ outstanding thì để mang rất nhiều nghĩa nhá. Outstanding nghĩa là xuất sắc. Còn nghĩa tương tự như là excellent. Nhưng outstanding còn mang nghĩa là một cái vấn đề còn tồn tại, vẫn chưa được giải quyết. Outstanding còn mang nghĩa là gì?
là cái món nợ đấy vẫn chưa trả, outstanding debt chẳng hạn. Nó tự nhiên lại liên quan đến outstanding ở đây hả Huy? Nên câu 6 các em chọn đáp án B là đúng, mình đang chọn trái nghĩa mà. Đó, insignificant, chọn insignificant nhé. Tầm thường, bình thường, nhỏ, không đáng kể. Đúng không? Đáng kể thì trái nghĩa sẽ là không đáng kể thôi. Cô sẽ ghi cái nghĩa của tính từ, nghĩa tính từ thôi. Câu số 7 nào. 7, các em chọn đáp án gì nhỉ? 7, one journalist has commented. Commented giống như là remark, đã bình luận rằng, đã phát biểu rằng ordering a frozen embrace is a little more emotionally complicated than ordering a home delivered pizza, but not so different logistically. Câu này chúng ta chú ý cho cô về từ logistically. Một nhà báo thì đã bình luận rằng đặt order, nghĩa là cái việc đặt một cái phôi đông lạnh ấy, thì phức tạp hơn một chút, a little, nghĩa là phức tạp hơn một chút so với việc đặt một cái chiếc pizza mà giao đến tận nhà. Nhưng gì? Nhưng về mặt thực tế thì nó không có sự khác nhau. Thì cái từ logistically có nghĩa là trên thực tế. Nhớ, trên thực tế thì nó sẽ đồng nghĩa với từ gì? In practice. Đúng không? In practice. Nhưng bây giờ mình đang chọn trái nghĩa cơ các em ơi. Trái nghĩa thì phải là gì? In theory. Theo lý thuyết. Đúng không? Đó, trên thực tế. Theo thực tế. In theory. Đúng là theo lý thuyết. Còn mình in fact là thực sự là như vậy. In fact. In fact cũng là thực tế. Đúng không? Thực tế. Thực ra là. Đó. In fact. Mình hay nói là bad in fact. À, giống tương tự là but actually đấy. Còn cái từ indeed này mình sẽ không viết liền rời như này mà phải là indeed, viết liền, đúng không? Quả thực. Đó, quả thực. Hay là có cái câu là a friend indeed is a friend indeed, a friend in need is a friend indeed, đúng không? Indeed. Quả thực, thực sự là. Lan Trinh bảo là tính chọn B mà nghĩ lại là trái nghĩa. Đúng rồi, mình đang chọn trái nghĩa cơ mà. 7A, cô đều thấy các em sẽ chọn là 7A. Thành Đạt bảo là A vì loại trừ B và C vì đồng nghĩa. Yes, very good. 8, chúng ta lại vẫn lại tiếp tục với câu trái nghĩa nhé. Đến câu số 10 vẫn là trái nghĩa. With his remarkable ability. Remarkable. Nói về cái khả năng cái gì đó của anh ta thì cái từ remarkable ở đây có nghĩa là đáng kể, đáng chú ý nhá, đáng chú ý. Đó, đáng để kể đến, đúng không? À, khác thường có mang nghĩa là xuất sắc. Với tài năng xuất sắc của anh ta thì Lâm can deal with this problem, có thể xử lý cái vấn đề này một cách hiệu quả, effectively. Đấy, có thể xử lý một cách hiệu quả. Thì bây giờ trái nghĩa dễ quá, đúng không? Mình chỉ cần thêm cái tiền tố là ineffectively. Thế là xong. Đó, còn đáp án A, unmistakably, có nghĩa là có thể nhận ra một cách rõ ràng. Đó, không thể nhầm lẫn. Hiển nhiên. Hôm qua cô nhớ, hôm thứ tư cô nhớ là cô cho trong cái bài đọc điểm từ có trạng từ là mistakenly believe, à, nghĩa là tin tưởng một cách nhầm lẫn. Đó, thì đây người ta dùng là unmistakably, nhớ, có thể nhận ra rõ ràng, hiển nhiên, không thể nhầm lẫn. Còn đáp án D, unavoidably, có nghĩa là gì nhỉ? Thông thường cô sẽ ghi cho các bạn cái nghĩa của tính từ đấy nhá. Unavoidable, trạng từ thì mình chỉ cần dịch là một cách gì đó thôi. Unavoidable. Unavoidable có nghĩa là không thể tránh được, đúng không? Thì unavoidably nghĩa là một cách không thể tránh được. Ghi cho cô xem là nó gần đồng nghĩa với cụm từ gì nhỉ? C các bạn cho là không hiệu quả, đúng rồi. Nhưng mà chúng ta học là mình phải nhớ xem là những cái cụm từ này nó gần đồng nghĩa với cụm từ gì. Chúng ta làm đồng trái nghĩa nhiều ấy thì rất hay gặp unavoidable nhá, và nó sẽ đồng nghĩa với lại inevitable. Không thể tránh được. Thế thì chúng ta sẽ suy ra là nó sẽ trái nghĩa với lại avoidable và evitable. Đúng không?
là có thể tránh được thôi, đúng không ạ? Đấy, mấy cái phần này rất hay ra trong đồng trái nghĩa, các bạn lưu ý nhé. Có thể là 2K3 cái thời điểm đầu ít làm đề cho nhờ không chú ý cái phần đầu, cái phần này. Yes, Ngân Hà và Ánh Linh Nguyễn. Các em làm đúng rồi, câu số 9 nào. An air pollutant. Air pollutant ở đây có nghĩa là một cái chất gây ô nhiễm. Is defined. Defined có nghĩa là định nghĩa. Được định nghĩa như là một cái hợp chất được thêm vào một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bởi con người. Để thêm vào không khí với một cái khối lượng đủ để làm sao? Để gây nguy hại, gây ảnh hưởng cho con người, động vật, thực vật và những cái vật liệu một cách gì? Adversely. Adversely ở đây có nghĩa là gì? Một cách bất lợi, đúng không? Adversely, bất lợi. Thì bây giờ mình thấy đồng nghĩa sẽ là negatively. Trái nghĩa thì phải là ảnh hưởng một cách gì tích cực, đúng không? Không thể một cách đáng kể được. Đáng kể thì nó chung chung quá, nó không đúng nghĩa. Còn cái từ admittedly nghĩa là thú thực là. Đấy, rất hay đứng ở đầu câu thú thực là đấy, to be honest, kiểu như vậy. Kiểu như to be honest, hay đứng ở đầu câu các bạn nhé. Nhân đáp án đúng câu 9 sẽ là đáp án B. Cô nghĩ câu này dễ, các em sẽ làm đúng thôi. Diệu Võ Như Nguyễn, Hân Nguyễn, đúng rồi. Ánh Tuyết Huyền Nguyễn, Thoan Châu, yes. Câu số 10, nốt câu cuối cùng về trái nghĩa. Câu này hơi khó, cụm từ này hơi khó. Mình thử dịch ra là despite the fact that mặc dù rockets đã được từng được sử dụng cái gì đó for several hundred years, vài trăm năm, nhưng mà chúng vẫn gì? Duy trì ở cái mức gọi là tương đối nhỏ thôi trong bộ phận dân cư mãi cho tới thế kỷ 20. Vậy thì chúng ta thấy là cái cụm từ đầu tiên chắc chắn là được sử dụng một cách là ít, đúng không? Không thường xuyên. Đó, nghĩa là thưa thớt thôi vì nó đã nổi tiếng đâu. Đấy, nó chỉ gọi là relatively minor thôi mà. Mãi cho tới thế kỷ thứ 20 thì người ta mới chơi cái rockets này nhiều. Mình có thể đoán là như vậy, đúng không? Thế các đoán như vậy các bạn sẽ chọn đáp án gì nhỉ? Không hiểu sao đáp án D tự nhiên nó thêm, nó viết hoa. Hồng Nguyễn giờ mới về hả? Câu 10, Thoan Cao chọn B, Thảo Nguyên chọn B, Quỳnh Trang chọn B. Mình sẽ đoán nghĩa như vậy. Chứ dù thực tế là tên lửa, rockets, tên lửa thì đã được sử dụng. Lại là nhầm trong từ rocket đấy. Rockets là tên lửa nhé. Tên lửa đã được sử dụng cách không thường xuyên trong vài trăm năm nhưng mà là vẫn tương đối nhỏ của nền văn minh cho tới thế kỷ 20. Thế thì bây giờ ghi cho cô cái từ này, sporadically. À vừa rồi mình học từ radically, đúng không? Thì bây giờ sporadically. Sporadically có nghĩa là rời rạc, lác đác, đấy, thỉnh thoảng. Rời rạc, lác đác, thỉnh thoảng thôi, không đều đặn, đúng không? Lâu lâu một lần, kiểu như vậy. Đấy, cô cho ghi rất nhiều nghĩa để tùy vào văn cảnh chúng ta sẽ dùng cái cụm từ nào để mình chuyển ngữ cho nó thích hợp. Còn đáp án A, intermittently, có nghĩa là liên tục, từng hồi, theo kiểu hồi chuông ấy, hay là đánh trống. Nhớ ở đây mình đang chọn trái nghĩa nhé, thường xuyên. Thế thì đồng nghĩa từ occasionally. Đáp án D có nghĩa là một cách định kỳ. Đó, D có nghĩa là một cách định kỳ. C là đồng nghĩa. Em chọn đáp án B là đúng. Đúng rồi, loại trừ với các từ kia đồng nghĩa với nhau. Yes. Liên tục từng hồi cách định kỳ. Yep. Tiếp theo mình sang câu số 11 các em nhé. Câu 11 thì rất hay gặp trong các đề thi này. Megan đã giải được cái vấn đề, đã xử lý được cái vấn đề về máy tính một cách khá là cái gì đó khi cô ấy đề cập cái chuyện này với một người bạn, người mà đã gặp phải cái vấn đề tương tự trước đó và đã nói cho cô ấy biết cái điều phải làm cái điều gì. Đó.
đề cập một cách gì đề cập cho một người bạn, vậy thì cô có thể gì xử lý được cái vấn đề máy tính một cách gì rất là gì tình cờ ngẫu nhiên, đúng không? Tình cờ ngẫu nhiên chứ không phải là vụng về, clumsily, vụng về, occasionally, liên tục, thi thỉnh thoảng, hay là attemptively, nghĩa một cách chăm chú thì không đúng. Câu 11, Thảo Nguyễn Thuận Duy chọn đáp án C. Đúng rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án C. Nhá, A là thỉnh thoảng, clumsily là vụng về, attemptively là một cách chăm chú. Câu số 12, cô ấy nghĩ cái gì đó về anh ta mặc dù anh ta hành xử rất là tồi tệ với cô ấy. Vậy thì cô ấy vẫn gì? Vẫn rất là tôn trọng, ngưỡng mộ anh ta, đúng không? Thì cái câu này chúng ta lại không thể dựa vào nghĩa được. Em phải ghi học theo cụm thôi, đó là think highly of somebody. Câu này khó này. Đấy, có nghĩa là ngưỡng mộ, tôn trọng ai. Đấy, các từ còn lại là không kết hợp với of somebody, em nhớ chưa? Nên mình không thể chọn được. Đó, câu số 12. 11 các em chọn C, đúng rồi. Câu 12, Thảo Nguyễn chọn C, yes. Câu số 13, the student in the nursing department. Những học sinh ở trong cái học gì đây, học trong cái bộ phận y tá thì đa phần là nữ, female có nghĩa là nữ, male là nam, đúng không? Đa phần là, thì chúng ta phải chọn từ predominantly, đúng không? Predominantly có nghĩa là gì? Đa phần, đúng không? Còn A là một cách hạn chế, là dựa vào từ restrict, đúng không? Restrictively có nghĩa là một cách hạn chế. Còn C các bạn nghĩa là gì, có biết không? Làm cái đề này các bạn có phải tra từ điển nhiều không? C nghĩa là một cách tự ý, tùy ý, và D thì có nghĩa là một cách tự động, phát sinh. Tự động, phát sinh. Câu 13 các em chọn B, đúng rồi. Chủ yếu, đa phần là. Chúng ta cũng dựa vào cái từ dominant, đúng không? Thống trị ấy. Lấn át, dominant, thống trị, lấn át. Câu 14, don't worry, he'll do the job as. Câu số 14 chúng ta thấy là vị trí đáp án cần điền một trạng từ kết hợp với từ gì? Từ do, đúng không? Đừng lo, anh ta sẽ làm một công việc đó một cách gì? Tiết kiệm nhất có thể. Trạng từ thì chỉ có lại economically, nghĩa là một cách tiết kiệm, đúng không ạ? Không thể một cách lãng phí được, economically được, hay là đẹp, hay là tính từ thì không không được rồi. Câu 14 dễ dàng chọn đáp án B, đúng không? Tiếp theo chúng ta sang câu số 15, Sarah and I. Sarah và tôi đã đặt phòng ở chung một khách sạn. Cô ấy thực sự rất bất ngờ khi thấy tôi ở đó. Vậy thì Sarah và tôi làm sao ngẫu nhiên, đúng không? Tình cờ ngẫu nhiên đặt chung một khách sạn. Thế thì tình cờ ngẫu nhiên chúng ta phải chọn đáp án A. Còn cố tình cố ý thì sẽ là C và D. Còn B thì vừa rồi mình dịch có nghĩa là gì? Thực tế, đúng không? Tình cờ, ngẫu nhiên, đấy, trùng hợp. Trái nghĩa thì sẽ là intentionally. Cố tình, cố ý. Intentionally, practically, một cách thực tế. Hoàng Lê Thuận Du Diệu Võ chọn A, đúng rồi các em. Tiếp theo mình sang câu 16 này, những thành phố lớn như là New York and Tokyo thì là có dân số làm sao? Chắc chắn là dân số đông rồi, đúng không? Khi mà nói về dân số nhá, populated, thì chúng ta sẽ dùng hai từ thôi. Dân số đông thì mình sẽ dùng từ densely. Densely nghĩa là đông dân. Còn thưa rải rác thì mình sẽ dùng từ sparely. Từ spare ở đây cô phải thêm chữ S nữa. Populated, đông đấy. Hoặc là thưa dân. Các em nhớ chưa? Còn các từ còn lại không kết hợp với lại populated khi nói về dân số. Nên đáp án đúng phải là đáp án C. Đáp án đúng phải là đáp án C. Câu 16, Thảo Nguyên chọn đáp án C, đúng rồi. Thảo Nguyên chọn C rất tốt. Các bạn khác thì sao nhỉ? Hay các em ghi không kịp? Câu 17, the two runners cross the line. Hai gì? Hai người chạy, nghĩa hai vận động viên chạy này băng qua gì?
băng qua cái đường kẻ này cùng một lúc, đúng không? Đồng thời cùng một lúc. Đấy, hai người chạy cùng chạm băng qua cái vạch này đồng thời cùng một lúc. Cùng một lúc thì mình phải dùng cái từ là simultaneously. Đồng thời cùng một lúc, không thể là sometimes, đôi khi, hay là frequently, thỉnh thoảng được, hay là occasionally, đúng không? Cùng một lúc nhé, đồng thời cùng một lúc. Thuận Duy chọn chọn B, đúng rồi. Ánh Tuyết, Thảo Nguyên, Quỳnh Trang, Thành Đạt, very good. Đã chọn B rồi, đúng rồi đấy. Thì thông thường là các em sẽ làm bài lần đầu tiên này. Có thể là chúng ta làm xong rồi, chúng ta biết kết quả, chúng ta tra từ điển, sau đó nghe xem livestream, nghe cô chữa thì chúng ta sẽ rất là nhớ. Đấy, ít nhất là mình cũng sẽ lặp lại cái hành động đấy 3 lần rồi. Đúng không? 3 lần rồi, lần thứ nhất là mình tự làm, lần thứ hai là mình tra từ điển, lần thứ ba là xem cô livestream chữa. Đó. Thì cô nghĩ là các bạn phải học như vậy thì mình mới nhớ lâu được. Thay vì cứ làm nhiều đề thì cứ một đề mình làm đi làm lại nhiều lần thì chúng ta sẽ ghi nhớ lâu hơn. Đấy, người ta gọi là học sâu nhớ lâu là như vậy. 18 là she's been coming here every day. Cô ấy đã đến đây mọi ngày làm sao? Gần đây cô ấy đến đây mọi ngày, đúng không? 18, Thảo Nguyên chọn C. Vì các bạn thấy ở đây người ta chia là hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì ABCD chỉ có trạng từ là lately hoặc là gì thôi, recently thì mới đi với hoàn thành, đúng không? Gần đây trong để một cách không hiệu quả hay tạm thời hay nearly, sắp xỉ được, là gần như được. Câu 19, cái từ friendship có thể làm sao? Apply to a wide variety of relationship. Nghĩa là cái tình bạn này, cái từ tình bạn này có thể làm sao nhỉ? Áp dụng một cách gì? Một cách như thế nào đó? Một cách nhẹ nhàng hả? Cho nhiều mối quan hệ. Các bạn thấy là từ lightly cũng nghĩa là nhẹ nhàng. Từ slightly cũng nghĩa là một chút. Từ loosely nghĩa là lỏng lẻo. Sparingly. Vậy thì câu này chúng ta thấy là câu 19 sẽ phải dựa vào collocation. Đúng không? Lần 4 là ôn lại, đúng rồi. Câu này mình sẽ phải dựa vào collocation. Mình không thể dựa vào nghĩa được. Áp dụng một cách như thế nào đó thì ghi vào cho cô, mình sẽ dùng từ apply sparingly. Hoặc là mình có thể cho trạng từ đứng trước cũng được. Nghĩa là áp dụng một cách nhẹ nhàng. Ánh Tuyết bảo là 19C dùng phương án loại suy, đúng rồi, áp dụng cách nhẹ nhàng. Nguyệt Minh sao giờ mới vào? Câu số 19 rồi, câu 20. It is impossible to tell the twin apart. Chúng ta có tell somebody apart, có nghĩa là phân biệt, đúng không? Phân biệt ai với ai. Ở đây mình sẽ cần một trạng từ kết hợp với impossible. Dường như là không thể nào phân biệt cái cặp song sinh đó với nhau. Thì mình sẽ phải dọn gì à? Virtually, đúng không? Virtually, hầu như không thể nào phân biệt được. Còn đáp án A có nghĩa là thực tế. Đó, dựa vào từ realistic là thực tế, đúng không? Closely là gần gũi. Extremely, cực kỳ không thể thì không kết hợp với impossible. Nhớ, chúng ta sẽ chọn virtually có nghĩa là gần như. Gần như không thể nào nó sẽ kết hợp với impossible. Câu 20, cô thấy Thảo Nguyên chọn B, Thành Đạt chọn A. Nguyệt Minh, Như Nguyễn chọn B, nghĩa là có bạn chọn A. Thế thì ghi cho cô virtually impossible, gần như là không thể. Là kết hợp luôn. Câu 21, Larry cái gì đó quên. Cái nơi mà anh ta đã để cái chìa khóa thì Larry làm sao? Quên một cách trực tiếp á. Singularly, shortly, momentarily. Câu 21 mình hoàn toàn dựa nghĩa thôi, ngay lập tức. Quên cái nơi mà anh ta để chìa khóa. Không thể quên một cách trực tiếp được. Singularly có nghĩa là đáng chú ý. Shortly có nghĩa là ngay sau khi. Ở đây chúng ta sẽ chọn momentarily, nghĩa là ngay lập tức, trong chốc lát. Đấy, dựa vào từ moment thì đây là momentarily. Ngay lập tức.
Các em chọn đáp án A là đúng. Ngay lập tức quên cái vị trí mà anh ta để chìa khóa. Toàn những cái cụm từ hơi khó đúng không? Nếu mà lần đầu tiên chúng ta làm thì nhiều khi mình cũng luận được ngay, nhiều khi khó luận được ngay đúng không? Thành Đạt, Quỳnh Trang, Ánh Tuyết, Thuận Cao, Yes, Diệu Võ, các em làm đúng rồi. Câu 22 nào. You live in the city for most of your life, so you're used to the noise. Bạn đã sống ở thành phố gần như là suốt cuộc đời rồi. Thì bạn đã quen với tiếng ồn. Be used to something có nghĩa là quen với việc gì. Đúng không? Apparently, rõ ràng là. Còn presumably, có thể cho là. Còn see allegedly, nghĩa là cho rằng là. And predictably, có nghĩa là có thể đoán được. Bạn đã sống ở thành phố gần hết đời. Vậy có thể cho là, đúng không? Có thể cho là chúng ta sẽ chọn gì nhỉ? Đáp án B nhé. Nguyệt Minh lại bảo loại trừ. Thuận Duy chọn B, Thảo Nguyên chọn B, đúng không? Các em ghi về cho cô vì không thể là rõ ràng là được. B có nghĩa là có thể cho là. Allegedly, khi mà chúng ta học về cái bài cách phát âm khi thêm đuôi ed ấy, cái từ allegedly là trạng từ mà có cái đuôi ed này mình đọc là it, đúng không? Đó, allegedly, supposedly, mockingly, đấy ba cái trạng từ này có đuôi ed đọc là it. Allegedly là nghe nói, supposedly đúng không? Apparently nghĩa là có thể đoán được. Đấy, có thể cho là bạn quen với tiếng ồn, không thể là chắc chắn một cách rõ ràng được. Tiếp theo sang câu số 23, nghĩa là tảo, cái từ age có nghĩa là tảo, multiply, đó multiple choice nghĩa là nhân rất nhiều, thì đây multiply có nghĩa là nhân lên một cách nhanh chóng để sản sinh ra cái được gọi là tảo nở hoa, nhân một cách nhanh chóng nhá. Thì mình phải dùng làm sao nhỉ? Swiftly. Câu này các bạn sẽ học theo collocation cho cô, nghĩa là multiply swiftly, nghĩa là nhân lên một cách nhanh chóng. Câu 23 các em có chọn đáp án D không nhỉ? Còn đáp án A, cái từ chronological có nghĩa là trình tự thời gian, đúng không? Sắp xếp theo trình tự thời gian thì không đúng, một cách nhanh chóng. Yes. Các em phải chọn đáp án D, câu 23 ấy. Thảo Nguyên, Ánh Tuyết, đúng rồi. Câu số 24, cô ấy phản ứng cái câu hỏi của tôi như thế nào đó làm cho tôi cảm thấy ấn tượng với kiến thức của cô ta. Rồi cô ấy phản ứng một cách như thế nào nhỉ? Ngay lập tức, đúng không? Ngay tức khắc. Thế thì phải là cái từ instantly, đúng không? Instant có nghĩa là nhanh rồi. Ví dụ mình có instant noodle, nghĩa là mì ăn liền rồi. Đấy, thế bây giờ người ta thêm cái tính từ nữa là us, và trạng từ là usly. Thế thôi, trả lời ngay tức khắc. Nó không, mình ví dụ mình không thể cho theo kiểu immediately cũng được, quickly thì hơi chậm, nghĩa là ngay tức khắc nhé. Phản ứng, trả lời ngay tức khắc thì mới ấn tượng với cái kiến thức của cô ta chứ. Hastily có nghĩa là vội vàng. Nearly là gần như rồi. Closely là chặt chẽ. Em sợ là bản D. Thành Đạt bảo là D, em search với lại trans Google hả? Apparently cô type sai à? Apparently rõ ràng là nếu mà sai nó sẽ có cái dấu xanh xanh ở dưới đấy. Câu số 25, cái bộ phim tài liệu về chiến tranh thế giới thứ hai make no attempts to be accurate. Incidentally, truthfully, timelessly and historically. Câu số 25 là nhắc về cái sự kiện lịch sử, đúng không ạ? Sự kiện lịch sử chúng ta sẽ chọn nói gì? Sẽ chọn đáp án gì nhỉ? Bộ phim tài liệu về thế giới chiến tranh thế giới thứ hai thì đã không gì nỗ lực làm đúng về một lịch sử. Mình hay có cụm từ là make attempt to be, nghĩa là nỗ lực làm gì. Mình bỏ từ no ra. Đó,
Đó, khi mình nói về lịch sử thì chắc chắn là mình sẽ chọn được đáp án C rồi. Đó, nghĩa là nó không cố gắng làm đúng lịch sử thôi. Accurate có nghĩa là đúng. Yes. Còn từ truthfully có nghĩa là sự thật. Timelessly nghĩa là vượt thời gian. Đúng không? Đúng rồi, về lịch sử mà nên là kiểu gì cũng là historically. Đúng không ạ? Dương Ali Hoàng bảo là dạng này em thấy hot năm 2019. À, năm 2020 thì các bạn thấy là trong đề tham khảo của bộ lần 2 ấy, thì dạng câu hỏi về trạng từ nó nằm trong đồng trái nghĩa. Đúng không? Còn đây là cô đang livestream phục vụ cho là 2021, nghĩa là dành cho 2K3. Đúng về mặt lịch sử, yes. Thế thì chúng ta cũng ghi cái cụm từ này nhé. Rồi, còn 4 câu nữa thôi, các bạn cố gắng lên. Those people, những người mà sống live on, sống là sao? Low income. Những người này sống làm sao nhỉ? Những người này đang sống dựa vào thu nhập tương đối thấp. Mình sẽ cần một cái từ mà kết hợp với low. À, cái từ relatively, lẽ ra ngay từ đầu cô đã phải ghi cho các bạn cụm từ kết hợp với nó. Relatively. Tương đối, đúng không? Mình sẽ dùng là từ high này, low này. Tương đối cao này, tương đối thấp này, tương đối nhỏ này, đấy, tương đối to. Đấy thì các bạn học theo cụm collocation như thế này luôn. Vừa rồi mình học là relatively bằng với comparatively. Đó thì lẽ ra cô phải cho các bạn mở rộng cái cụm từ là high, low, small and large. Thì đến câu số 26 chúng ta dễ dàng chọn được luôn. Thu nhập tương đối thấp, đúng rồi. Thành Đạt bảo là chọn bừa nhưng cô nghĩ như là có phân tích đấy, đúng không? Mình có sự phân tích chứ. Như Nguyễn Diệu Võ chọn A, yes, 27. Chúng ta sẽ cần một cụm từ kết hợp với speaking. Vừa rồi cô có là gì? Relatively speaking, có general speaking, đúng không? Thì đây calmly, randomly, unsmiley, or honestly, I don't like my present job. Thì nói một cách thành thật, đúng không? Phải là thành thực mà nói. Tôi không thích công việc của tôi. Câu này chúng ta cũng có thể dựa vào cái vế sau. I don't like my job. Thì chắc chắn đây là nói thật lòng kiểu như vậy. Còn randomly là một cách ngẫu nhiên, unwisely nghĩa không khôn ngoan, calmly là một cách bình tĩnh thì không được. Câu số 28, there are many parts of the world there where the modern newspaper is ever seen. Cái câu 28 chúng ta sẽ dựa vào từ ever. Đúng không? Chỉ có duy nhất một từ là gì thôi? Hardly kết hợp với gì thôi? Với ever thôi. Còn các từ còn lại không kết hợp với ever. Đúng không? Hardly ever có nghĩa là hiếm khi. Câu này mình dịch là có rất nhiều nơi trên thế giới mà báo hiện đại này hiếm khi được thấy. Yes. Frankly speaking, very good. Nói thẳng ra, frankly speaking, nói thẳng ra là câu 29. They hang out because they live far from each other. Bởi vì họ sống xa nhau, vậy thì họ phải làm sao hiếm khi tụ tập? Họ phải là hiếm khi tụ tập chứ không thể là luôn luôn hay là thường thường hay slightly là nhỏ nhẹ. Không được. Phải là hiếm khi tụ tập bởi vì họ sống xa nhau. Câu này mình dịch dễ, đúng không? Câu 30. Hãy chắc chắn là đừng phụ thuộc quá nhiều vào ngôn ngữ mẹ đẻ khi bạn học một cái ngoại ngữ. Phụ thuộc vào, đừng quá phụ thuộc vào. Rely on cái gì gì đó, chúng ta sẽ chọn gì? Numerously có nghĩa là nhiều. Numerous, mình đọc là number nhưng mà tính từ trạng từ sẽ là numerous. Heavily, severely có nghĩa là cũng thế, abundantly, thừa thãi. Câu này chắc chắn phải là collocation rồi, đúng không? Câu cuối cùng chốt lại phải là collocation rồi, không thể là dựa vào nghĩa được. Chúng ta sẽ nói làm sao? Rely heavily on somebody. Phụ thuộc quá nhiều vào ai đó. Severely có nghĩa là một cách khắc nghiệt. Đó, một cách khắc nghiệt. Một cách trầm trọng.
thì mình không chọn được, đúng không? Đừng phụ thuộc quá nhiều thì sẽ là đáp án B thôi. Thành Đạt bảo là cũng loại mấy đáp án không hợp lý. Nguyệt Minh bảo quay xe, Thuận Du, Như Duy, Như Nguyễn, đúng rồi. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay cô đã chữa cho các em các dạng câu hỏi liên quan đến trạng từ. Thì các bạn nhớ nhớ dạng câu hỏi trạng từ ấy thì tập trung vào cái phần nghĩa, nghĩa là chúng ta phải biết nghĩa và cách sử dụng của các cái trạng từ đó. Ngoài ra thì hãy lưu ý học cho cô theo collocation. Ví dụ như là vừa rồi cô mình sẽ học là relatively thì nó sẽ đồng nghĩa với lại comparatively, đúng không? Và sẽ kết hợp như là relatively high, relatively low, relatively small hay là relatively large chẳng hạn. Đó. Hay ví dụ như là câu số 3 này. Câu số 3 cái từ rarely. Đây cô nhắc lại, ví dụ mình học cái từ rarely câu số 3 này là hiếm khi, đúng không? Thì các em phải tra từ điển cho cô cái từ rarely, hiếm khi này nó đồng nghĩa với cái cụm từ gì mà cũng dịch là hiếm khi. Thì chúng ta có cụm thành ngữ đó là once in a blue moon, cũng dịch là hiếm khi, đúng không? Cũng là hiếm khi. Nhưng mình cũng thấy là có những cái cụm từ khác mình đã đọc qua rồi mà thấy là nó nghĩa gần giống như vậy, nhưng mà lại là không phải, là không giống. Đó là cụm từ once in a while. Thấy gần nó cứ kiểu once inner ấy, đúng không? Thì cái từ này nó có nghĩa là occasional. Đấy là thi thoảng cơ chứ không phải là hiếm khi. Đấy thì mình học các bạn sẽ cố gắng làm sao là có tìm ra được cho cô cái sự liên kết mà muốn tìm được ấy. Thì chúng ta phải làm nhiều bài tập này và phải tra nhiều từ điển thì mới nhớ được. Nhớ chưa? Các em nhớ chưa? Như vậy là bài giảng của cô đến đây là kết thúc các em nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong các bài giảng tiếp theo. So now goodbye and see you.